tốt hơn nút hồn sắc cháy đỏ như than hồng, hơn ác giới buôn ăn đồ ăn quốc độ. Và cái đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thà rằng sắc đỏ nút tươi. Dạ con, thà rằng sắc đỏ nút tươi, thà rằng lửa hực dầu dầu sôi dạ dày, còn hơn ngửa bát trên tay ăn nhờ vật thực đóng tay tiến thành. Người ngu chẳng niệm điều lành, thân tâm ác giới loạn hành. Nhớ cho. Và đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Và em mời chị Cẩm Vân ạ. À, không biết có phải em đó. Dạ, sa thủ, sa thủ, kính cảm ơn chị Lạc Lê. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính ảnh lễ Đức Phật, con kính ảnh lễ Giáo Pháp, con kính ảnh lễ Đức Tăng, con kính ảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô, phụ nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 308. Xe vô á vô vú lô phút tô tát tô ắc ký xí khu bá mô. Danh chê buôn chê, danh chê buôn chê giá đút si lô ráp thá viên đăng á sanh nhà tổ. Xây vô á vô vú lô bút tô tát tô ắc quý xí khu phá mô. Danh chê buôn chay giá đút si lô ráp thá viên đăng á sanh nhà tổ. Xây vô á vô vú lô bút tô tát tô ắc ghi xí phu bá mô. Danh chê buôn chay giá đúc si lô rát thá pin đăng á xăm nhà tô. Tốt hơn nuốt hòn sắt trái đỏ như than hồng, hơn ác giới buông lung ăn hồ ăn quốc độ. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Thà rằng sắc đỏ nuốt tươi, thà rằng lửa hực dầu sôi dạ dày, còn hơn ngửa bát trên tay ăn nhờ vật thực đông tây tính thành. Người ngu chẳng niệm điều lành, thân tâm ác giới loạn hầm nhất cho. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm nhân đã ôn bài xong, muốn mời bằng tay cái sự nghiệp Quỳnh. Dạ, sa thủ, cảm ơn Cẩm Vân. Dạ, cảm ơn rằng ông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn Quang Thanh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Bồ Thí Chitta. Dạ, Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Đại Đức Bồ Thí Chitta. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Sư có thể cầm mic không bạch sư? Sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, kính chào cổ đế chạy vào đạo tràng. Dạ, một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Bồ Thí Chitta. Và dạ, nếu thư có thể cầm mic được, có thời gian thì sư cho con một tín hiệu để con kính nhân mic đến sư ạ. À, vậy là sư không có trước máy rồi. Nguyên Tịnh có trước máy không? Nguyên Tịnh có trước máy không? Có thể cầm mic không Nguyên Tịnh? Alo, núp lùm nghĩ Nhật Quỳnh không có được đâu.
cầm mít đi cười cái gì, cầm mít được không, cho một tín hiệu. Alo, rồi mời Nguyên Tịnh nha. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sẵn Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính chào đạo tràng. Dạ, con kính tri ân đạo tràng đã cho con biết âm thanh rõ. Dạ, kính tri ân Xích Nhật Quỳnh. Dạ con đó thưa cô Rạng Đông, con kính chào cô Rạng Đông. Con xin phép đọc câu Phật ngôn 308. Say yo a yo gu lo phu tu ta to a gi si khu ba mô dành chê bùn chê giá đúc si lô rác tháp bình đằng á xanh nhá tù. Thà rằng sắc đỏ nuốt không phải tốt hơn nuốt hòn sắc cháy đỏ như than hồng, hơn ác giới buông lung ăn đồ ăn quốc độ. Còn xin cãi luôn. Sẽ do a do gù lô phu tô ta to a ki si khu ba mô dành chê bùn chê và đục si lô ra tha bình đăng a say nha tô. Thà rằng lửa hực dầu sôi dạ dày còn hơn ngửa bát trên tay ăn nhờ vật đông tây tính thành. Người ngu chẳng niệm điều lành, thân tâm ác giới loạn hành chớ cho của hòa thượng giới đức. Dạ con kính tri ân đạo tràng. Dạ kính tri ân Xích Nhật Quỳnh. Tưởng Xích không biết. Dạ con kính dân mít đánh đạo tràng Nam mô Bích Tha Giá. Dạ xà thủ xà thủ, kính cảm ơn Nguyên Tịnh. Nam mô Bích Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng. Dạ con không biết Đại Đức Pháp Tính đã xuống phòng chưa, nếu sư xuống phòng rồi thì sư cho con một tín hiệu ạ. Dạ kính chào anh chị Phan Quang Liêm về vào đạo tràng. Dạ sư chưa cho tín hiệu, con xin được ôn bài Pháp Cú Kinh số 308 trong khi chờ đợi sư. Say yo a yo gu lo phut to tat to at ki si khu pa mo ban danh chê phụn chê giác đúc xì lơ rạch thập phiên đăng á xanh nhà tô. Tốt hơn nuốt hòn sắt cháy đỏ như than hồng, hơn ác giới buông lung ăn đồ ăn quốc độ. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ sư có xuống. Dạ con thấy bàn tay sư rồi. Con kính tri ân sư. Dạ Nhật Quỳnh kính cảm ơn Nguyên Tịnh. Dạ, cảm ơn cảm vân. Xích Tâm Phương Minh Bát Thanh Á, cô ấy Minh, xích Sương Mai, cô tu nữ Phúc Hạnh đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, xích Trần Đạo nữa. Dạ, xích Rạng Đông. Dạ, kính cảm ơn tất cả đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thỉnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được học bài Pháp Cú Kinh số 309. Dạ, cảm ơn Minh Bát Thanh Á. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỡ mọc đang nhờ ánh sáng cho hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui.
Phạm thiên vận nhầm người khẩn khoản, Phật nhân lời nhân chẳng dị hơi, biết lòng mở đạo dạy đời, a nhâm vườn lộc gia ngày dời chân sang, thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ, đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chăn thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng câu pháp của kinh A Lễ Chính. Và Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu rõ. Con xin dạ hôm nay lớp học mình đã được chưa? Dạ con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Minh Hạnh, kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam chính nữ. Dạ hôm nay thì chúng tôi vừa xong đám tang của đại đức Tuệ Minh. Dạ rồi rất là mệt, định lên giảng từ vựng, sau đó chúng ta Tuệ Quyền sẽ thuyết giảng những sự ý nghĩa. Nhưng mà cuối cùng thì thượng tọa Tuệ Quyền cũng mất công việc, bận công việc, thành ra chúng tôi phải đảm trách luôn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ học về phần từ vựng trước, sau đó sẽ đi vào viên sự và ý nghĩa. Bài kệ bây giờ chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần thực nghiệm từ vựng. Chatta ri tha na ni nak ro ba mát tô. Chatta ri tha na ni nak ro ba mát tô. Chatta ri tha na ni nak ro ba mát tô. A bát chá tí bá rác đà rú bá sê quỳ. A bát chá tí bá rác đà rú bá sê quỳ. A bát chá tí bá rác đà rù bá sê quỳ. A bùn nhá là phần ná ní ca má sê dân. A bùn nhá là phần ná ní ca má sê dân. A bùn nhá là phần ná ní ca má sê dân. Ninh đăng tá tí dân ní ra dân chá túc thằng. Ninh đăng ta tí dân ní ra dân chá túc thằng. Ninh đăng ta tí dân ní ra dân chá túc thằng. Bốn nạn chờ đợi người, phóng dật theo vợ người, mắc họa ngủ không yên, bị chê là thứ ba, đọa địa ngục là thứ bốn. Kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng danh từ số điếm. Chattari, Chattari có nghĩa là bốn. Chattari có nghĩa là bốn. Xuất phát từ danh từ số điếm, trung tánh được chia theo đối cách số nhiều, thành ra trở thành Chattari bốn. Thanani, Thanani ở đây có nghĩa là nhân, nhân hay là trường hợp, do cái nhân này đó, do cái nhân này đó. Thanani,
Panani có nghĩa là nhân hay là trường hợp, đúng rồi. Naro, Naro có nghĩa là người đàn ông. Naro có nghĩa là người đàn ông, xuất phát từ danh từ nam tánh Nara, được chia theo chủ cách số ít thành ra trở thành Naro, người đàn ông. Bamato, Bamato có nghĩa là sao lãng hay là phóng dật. Sao lãng hay là phóng dật. Abacchati, Abacchati có nghĩa là đi đến. Abacchati có nghĩa là đi đến. Đây là một cái động từ được chia theo thì hiện tại ngôi thứ ba số ít. Abacchati, đi đến. Kế tiếp thì chúng ta có một cái liên từ Bara Daru Basevi. Bara Daru Basevi có nghĩa là theo đuổi vợ người khác, theo đuổi vợ người khác hay là quyến rũ, theo đuổi quyến rũ như vậy. Bara Dara có nghĩa là, Bara là khác, Dara có nghĩa là người nữ, trong bối cảnh này là người vợ. Ubasevi có nghĩa là gần gũi hay là quyến rũ. Thành ra Bara Daru Basevi có nghĩa là theo đuổi vợ người khác. Abunya Lapan có nghĩa là nhận lãnh điều vô phước, nhận lãnh điều vô phước. Bun nhá là phước, ngà la phân là được, ngà tiếp động ngữ á, ngà đứng trước có nghĩa là không có phước, nhận lãnh điều vô phước, nhận lãnh điều vô phước. Áp bun nhá là phân. Nanika Masayan có nghĩa là ngủ không yên, ngủ không yên. Ngủ không yên. Nanika Ma có nghĩa là không có yên hay là không có khoái lạc. Si văn có nghĩa là nằm hay là cái giường. Nhưng mà trong cái bối cảnh này là chúng ta phải biết là ngủ không yên. Ngủ không yên. Nindang có nghĩa là, Nindang có nghĩa là chê trách. Tát văn là thứ ba, nhìn đăng là chê chất. Tát văn là thứ ba. Thứ ba có nghĩa là điều thứ ba, điều thứ ba chứ không phải là thứ trong tuần lễ. Niết ra văn là địa ngục, chúng ta đã quen thuộc rồi. Niết ra văn địa ngục. Chá túc thăng là thứ bốn. Rồi, vậy thì chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng rồi. Cảm ơn Phật tử An Minh đã hỗ trợ phần post bài trên màn hình cho các vị Phật tử tiện về theo dõi. Chattavithanani Naro Bamato Abacchati Baradaru Basevi Apunyat la phần nanika masayang nindang tatiyang nirayang chatukhang có nghĩa là bốn nạn chờ đợi người, phóng dật theo vợ người, mắc họa ngủ không yên, bị chê là thứ ba, đọa địa ngục thứ bốn. Đó là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu.
Vậy thì chúng ta đã hoàn thành được phần từ vựng rồi. Bây giờ tiếp theo là phần duyên sự và ý nghĩa. Trước khi đi vào phần duyên sự và ý nghĩa, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ Tam Bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuto bhagava bhutang bhagavantang apivademi sokato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatibanno bhagavato savaka sangho sanghang nammami lokassana thang varamuttamahang buddhang cha dhammang cha banamami sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn quốc tăng. Và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính thưa quý vị, bài kệ Pháp Cú Kinh số 309. Cái duyên sự của bài kệ này là nói về một cái người thanh niên. Nói về một cái người thanh niên. Nói về một cái người thanh niên có tên là Khê Mát Cá. Thì cái câu chuyện này được Đức Phật khi mà Ngài thuyết ra, khi Ngài ngự tại Chê Tá Quá Ná, đề cập đến thanh niên Khê Mát Cá. Thanh niên Khê Mát Cá này đó là quý vị biết rằng là ở trong cái thời đó, nói về thanh niên Khê Mát Cá này là một người, một chàng trai rất là đẹp, rất là đẹp, đẹp đến nỗi mà khiến nhiều nữ nhân mê mẩn, khiến nhiều nữ nhân mê mẩn, mê đến nỗi mà ai mà gặp chàng là coi như là đều rơi vào cái sự đam mê với chàng đó. Thì nhưng mà chàng này đó là có một cái tội là hay bị vướng vào tà dâm, nhất là đi quyến rũ theo vợ của người khác. Thì do cái hành động này đó mà Khê Mát Cá đã nhiều lần bị quan quân bắt được, nhưng mà do Khê Mát Cá này á, là con của một cái ông đại triệu phú, thành ra đó, lúc đó quan quân á, người ta cũng nể mặt cha của chàng, thành ra coi như là bắt rồi thả đó. Thì nhiều lần như vậy đó, cha của chàng đã đi đến mét với Đức Phật, có nghĩa là mình cha của chàng đi đến bạch với Đức Thế Tôn, con có người con trai Khê Mát Cá cứ lần lượt phạm những cái tội như vậy, thành ra con xin thỉnh Đức Thế Tôn hãy giảng giải, cũng như giống như là răn đe về cái hậu quả của một cái người mà phạm vào cái tội tà dâm đó. Thì lúc mà ông đại phú này đó đi đến mét với Đức Phật như vậy đó và thỉnh cầu Đức Phật giảng giải về cái nghiệp này, thì lúc đó Đức Phật đã nhận lời giảng giải về cái hậu quả của sự tà hạnh với vợ của người khác. Thì khi mà Đức Phật giảng giải đó thì Đức Phật đã nói lên bốn cái hiểm nạn chờ đợi cái người mà phóng dật theo vợ người khác. Thứ nhất á, là mắc họa, ngủ không yên. Thứ ba đó là bị chê. Thứ tư á, là đọa địa ngục. Thì
sau khi mà thuyết giảng dứt cái thời pháp này, thì thanh niên Khê Mắt Cá đã chứng được quả vị Tu Đà Hoàn. Và từ đó các cái gia đình ở trong cái xứ sở của Khê Mắt Cá ở đó thì được hạnh phúc. Ở trong kinh nói vậy đó quý vị, có nghĩa là khi mà giáo hóa được Khê Mắt Cá rồi đó, hầu như là nhà nhà được hạnh phúc, được an vui, chứ không phải là chỉ có một cái anh chàng nó an vui không đâu. Đó thì lúc bấy giờ đó, các vị tỳ kheo đó mới hỏi cái hạnh nghiệp của Khê Mắt Cá, ăn sao mà con một cái nhà giàu mà đẹp trai mà lại lần lượt bị mang vào những cái nghiệp tà hạnh đó. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới thuyết giảng thêm, Đức Phật mới kể lại ở trong cái thời kỳ xa xưa, trong cái thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Cách Xa Bá, thì tiền thân của thanh niên Khê Mắt Cá là một cái vị võ sĩ, ông đã nhiều lần vô địch. Mà mỗi lần mà ông vô địch như vậy đó, thì ông đều lấy những cái lá cờ chiến thắng treo lên ngôi bảo tháp của đấng thập lực. Có nghĩa là mỗi lần là cái vị võ sĩ này đó chiến thắng là cứ lấy cờ treo lên cúng dường ở trên tháp của Đức Phật quá khứ, Đức Phật Cách Xa Bá đó quý vị. Đó, nhưng mà cái chàng thanh niên này đó có một cái lời nguyện cũng rất là kỳ cục, có một cái lời nguyện rất là kỳ cục quý vị. Chàng thanh niên này nguyện rằng do cái sự cúng dường những cái lá cờ chiến thắng của ta đến cái bảo tháp của đấng thập lực Cách Xa Bá, xin do cái phước này những cái nữ nhân nào mà thấy ta là coi như là đều đem lòng yêu say mến, yêu say đắm, yêu mến say đắm. Đó, chỉ trừ ra những cái hàng nữ nhân mà thuộc về quyến thuộc thôi, thuộc về ở trong gia đình quyến thuộc thôi. Đó thì quý vị thấy rằng là tiền thân của thanh niên Khê Mắt Cá có một cái lời nguyện nó rất là kỳ cục. Thành ra đó, ở trong cái kiếp này đó, sanh ra đó, Khê Mắt Cá là coi như là rất là đẹp, rất là đẹp. Mà hễ mà một cái người nữ nào mà nhìn thấy Khê Mắt Cá là coi như là mê mệt, chết mê chết mệt. Đó thì cuối cùng như vậy đó thì mới tạo những cái nghiệp tà dâm. Đó thì quý vị thấy rằng bởi vì ở trong cái bài học này đó, trước tiên đó, là cho chúng ta biết là đối với cái hạnh nguyện, cái lời nguyện của chúng ta đó, nó rất là có giá trị nha quý vị, rất là có giá trị. Quý vị thấy đối với ở trong hàng tỳ kheo ni đó, ở trong hàng tỳ kheo ni đó, quý vị thấy cũng có một cái vị mà liên hoa sắc Upalawana đó, Upalawana đó, quý vị thấy không? Cái vị tỳ kheo ni đó đó ở trong quá khứ đó cũng đã từng nguyện khi mà cúng dường cái sắp giải đến cái vị một cái vị sa môn, mà cái vị đó thì là một cái vị Phật độc giác, mà cúng dường cái sắp vải đó đó, mà nguyện rằng là do sự cúng dường này nè mà đời nào mà sanh ra làm phụ nữ, làm con gái, là coi như là tất cả đàn ông trừ ra quyến thuộc của mình thôi, nhìn vô là coi như là chết mê chết mệt liền. Đó, đến nỗi mà quý vị thấy rằng ở trong những cái kiếp sau đó, tiền thân của Upalawana đó, là quý vị thấy rằng đến nỗi mà ở trong kinh diễn tả đó, có những người mà đang ngồi ăn món ăn vật lạ như vậy đó, nhưng mà thấy rằng là Upalawana đi ngang qua là coi như là bỏ ăn liền. Có nghĩa là coi như là đang ăn như vậy đó mà đút không có vào cái miệng của mình, là tại vì là lo nhìn nàng, nhìn cái nét đẹp của nàng đến nỗi say đắm, đến nỗi mà đang ăn đồ ăn mà đút cái thức ăn vào ở trên cái lỗ mũi của mình, hoặc là đút cái thức ăn vào ở trong cái càm của mình, hoặc là ở bên hông, nói chung là đút sao mà nó tẹt ra hoài hả. Đó, thành ra quý vị thấy có cái lời nguyện nó rất là ngọt.
À, rồi quý vị thấy rằng cũng có những người nữ nhân ở trong thời kỳ Đức Phật, do khổ quá, đêm thì thấy các vị tỳ khu đi kinh hành, đi tới đi lui, rồi nhìn lại thân phận của mình là phải lo giả gạo, lụm những hạt thóc, hạt gạo vân vân. Thành ra cái người nữ đó, sau khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp rồi, thành ra mới hiểu được cái cuộc đời của mình. Nên mà khi mà cúng dường đó, cái người con gái đó đã nguyện nếu mà sanh lại làm người, không bao giờ thiếu thốn về tài sản. Không bao giờ thiếu thốn về tài sản. Thì ở đây trước tiên chúng tôi muốn nói về cái điều này nó nhiều để chi quý vị, để cho chúng ta biết khi mà chúng ta có tạo phước thì chúng ta có quyền, chúng ta nguyện. Chỉ trừ khi nào mà mình không có tạo phước thôi. Quý vị thấy không, có những cái lúc ngày xưa mình không có biết, mình chưa có biết đạo, mình đi vô chùa thì mình nguyện cho người này khỏe, người kia khỏe, làm ăn phát tài phát đạt, được vừa đủ ăn gì tùm lum nhất. Nhưng mà thật sự ra đó, lúc đó mình không có tạo phước gì hết, mình không có tạo phước gì hết. Mình chỉ mua một bó nhang mà mình nguyện, mình đốt có vài cái nhang thôi, giống như là xài vài đồng lẻ của mình mà mình nguyện thì rất là nhiều. Mà bây giờ thì hầu như cái số người đó cũng còn nhiều quý vị. Mà ngược lại đó, ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh cái chỗ này. Ngược lại đối với những người mà tạo cái phước nhiều thì người ta lại không nguyện. Tạo cái phước nhiều người ta lại không nguyện quý vị. Mà người ta có nhiều khi người ta nghĩ rằng thôi bố thí hoặc là làm phước không có cần nguyện. Cái điều đó là nó sai. Cái điều đó là nó sai quý vị. Tại vì sao? Tại vì khi mà chúng ta có bố thí mà chúng ta không có nguyện, hoặc là chúng ta có cái sự phục vụ mà chúng ta không có nguyện, đời sau mình sanh ra vẫn có tài sản. Nếu mà do cái hạnh nghiệp bố thí của mình vẫn có tài sản. Nếu mà cái sự cung kính của mình, cái sự học của mình mà mình không có nguyện, đời sau mình sanh ra cũng có trí tuệ. Nhưng mà lúc đó chúng ta sẽ phung phí, lúc đó chúng ta sẽ lợi dưỡng, có nghĩa là chúng ta hưởng thụ. Đó thì quý vị thấy rằng ở trong đời nay đó, cũng có rất là nhiều ở trong đời nay á, là quý vị thấy rằng á, là cũng có rất là nhiều cái người mà người ta có tài sản, có tài sản rất là nhiều quý vị. Thật sự ra đó là chúng tôi kính cảm niệm công đức của Phật tử Châu Phan, sư đã nhận được rồi, sư đã nhận được rồi, cũng đã hoàn tất rồi. Trở lại với cái vấn đề mà chúng tôi đang kể cho quý vị nghe. Thật sự ra đó, chúng tôi nói ở đây là không phải là than phiền gì hết, không phải là than phiền gì hết. Nhưng mà quý vị biết ở trong cái đám tang mà chúng tôi vừa làm cho Đại Đức Tuệ Minh ở chùa, Đại Đức Tuệ Minh ở chùa đó, thì vỏn vẹn khoảng chừng 28 triệu, 28 triệu, nói chung là áo quan đồ rồi thức ăn đồ này kia đó, thức ăn đồ này kia đó quý vị, nó tổng cộng hết. Thì quý vị biết rằng khi đó đó, chúng tôi nói với cái đứa con trai của Đại Đức Tuệ Minh, nói đem cái thùng mà người ta cúng điếu qua đây, đem cái thùng người ta cúng điếu qua đây, thì cái người đó đem qua rồi chúng tôi kêu ngồi điếm đi, ngồi điếm đi, thì điếm xong thì được người ta đi cúng điếu thì cũng được mười mấy triệu, thì chúng tôi mới báo là áo quan như tất cả tất tần tật, những cái gì mà diễn ra trong cái đám tang gì đó là hai mấy triệu đó, giờ con bù vô thêm để đưa cho sư là sư trả tiền cho ông ta. Tại vì khi mà cái luật người ta đã đưa đám đi rồi thì cái xe rồng với cái nhà hòm quý vị, người ta không có quay lại, người ta sợ xui, cho cái chùa mình đó, hoặc là bất cứ cái nhà nào cũng vậy đó, thành ra mình phải giải quyết liền. Quý vị biết
cái đứa con trai của vị đó nói, bây giờ mà sư có bắn còn còn muốn có đồng nào trong túi. Nhưng mà thật sự ra đó, chúng tôi chỉ nói vậy thôi, chứ chúng tôi biết rồi, chúng tôi biết cái hoàn cảnh. Tại vì khi mà Đại Đức Tuệ Minh trước khi mà ra đi thì Đại Đức Tuệ Minh đã nói với chúng tôi rồi, Ngài Sư Chương đã nói với chúng tôi rồi, thôi cái hậu sự diễn ra sư lo dùm, cũng vì cũng biết sư có những người Phật tử quen thì cũng số đông, thành ra mỗi người người ta góp vô một chút người ta lo cũng được. Thì thật sự ra thì trước khi cái sư đó mất là cái sư đó đã nói chúng tôi rồi quý vị. Nhưng cái vị đó biết, biết cái bản thân của mình, biết cái thân của mình như vậy. Thành ra đó chúng tôi chỉ giống như là hù thôi, hù cái đứa con của vị sư đó thôi. Rồi chúng tôi cũng nói thôi, sư cho con lợi nè, cái phần tiền mà người ta đi cúng điếu, sư cho con lợi cái phần tiền đó, sư lấy có một chút đỉnh thôi, để sư nhập vô cái tiền của các Phật tử người ta đóng góp, để sư trả nguyên cái lễ tang này. Thì chúng tôi kể ra cái câu chuyện này đó, thì quý vị thấy không, có những người ở trong cái cuộc đời này họ như ăn như để, như ăn như để. Quý vị thấy rằng bây giờ đó, quý vị mà chỉ một cái buổi chiều tối thôi, quý vị đi dạo ở trên một cái đoạn đường ở tại Việt Nam, quý vị thấy quán ốc, quán mì, quán phở, quán, nói chung là hãy mà cái quán nào đó mà có nhậu nhiều, có rượu bia nhiều, là quý vị thấy rằng cái quán đó là coi như là rất là đông, nó rất là đông, nó đông từ giờ này cho đến 4-5 giờ sáng. Có những cái lúc mà chúng tôi đi tụng kinh sớm 4-5 giờ sáng vẫn còn thấy cái quán đó nó đông đó. Thì quý vị thấy rằng người ta bỏ ra một cái số tiền rất là lớn rồi. Quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không? Dạ. Rồi quý vị biết là coi như là có những cái anh chàng taxi mà anh chàng đó anh kể chúng tôi nghe đó, là có những cái đứa trẻ đó mà nó sanh ra trong cái gia đình nó có tiền đó. Quý vị biết rằng là coi như là một cái đêm buổi tối gì đó, nó xách tiền đi chơi đó, nó xách tiền đi chơi đó, thì là quý vị biết rằng là nó xách bằng cái giỏ, nó xách bằng cái giỏ, cái ba lô quý vị, cái ba lô á, cái ba lô mà quý vị thấy học sinh mà nó ưa đeo đi học đó, tiền mà nó xách bằng ba lô đi vậy đó. Đó thì quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi không có đề cập mà nói xấu gì ai hết, nhưng mà chúng tôi muốn nói về cái điểm này. Có nghĩa là những người đó đời trước chắc chắn là phải có bố thí, chắc chắn là phải có bố thí, nhưng mà do không có nguyện gặp được chánh pháp, do không có nguyện mình gặp được minh sư hoặc là những cái bậc thiện tri thức để mà mình tu tập. Nói chung là người ta làm là người ta làm đó, thành ra đời nay họ sanh lên họ có tài sản, nhưng mà họ sẽ hưởng thụ theo cái tâm của họ, họ muốn như thế nào thì họ hưởng thụ như thế đó. Đó thì quý vị nên nhớ là chúng tôi nói ra cái điều này để chi quý vị, để chúng tôi muốn nói rằng là do khi mà mình tạo phước, mình không có nguyện, mình không có nguyện cái phước mà mình tạo này để mà mình gặp bậc thiện tri thức và tu tập để mà chấm dứt tất cả sự khổ ở trên thế gian này. Đó thành ra trong cái dòng sanh tử luân hồi mình vẫn có tài sản nhưng mà mình phung phí, mình xài, nói chung là mình hưởng thụ đó, mình hưởng thụ, thành ra đó là cái nguyên nhân đó. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà chúng ta tạo phước, dù cái phước nhỏ phước lớn gì hết, chúng ta cũng phải nguyện. Quý vị biết rằng hồi sáng này chúng tôi ngồi trên chiếc xe để mà đi theo cái đoàn mà đưa tang, chúng tôi thấy rằng là đối với bản thân của chúng tôi đó, tu tập thì mới có 20 năm, mới được vỏn vẹn 20 năm, mà không biết là đã đưa bao nhiêu người
đã tụng kinh bao nhiêu người mà ra đi rồi. Thành ra nhiều khi quý vị biết chúng tôi ngồi, chúng tôi cũng cảm thấy nó rất là chán trường, rất là chán. Mình chán không phải là mình chán nản, nhưng mà mình phải nói rằng là cái dòng sanh tử luân hồi này nó khắc nghiệt thiệt. Phải nói rằng là mình nhìn biết bao nhiêu người bệnh, bao nhiêu người người ta bệnh rồi người ta ra đi. Thành ra chúng tôi cũng nguyện đến bản thân của chúng tôi đó, thì chắc có lẽ mình cũng mong rằng những cái phước báo mà mình tạo được đó sẽ làm cho mình ra đi được bình tĩnh, và ra đi được bình tĩnh, và cũng đủ rồi, cũng đủ rồi chứ cho khoan. Ra đi được bình tĩnh quý vị, chúng tôi chán cái cảnh mà ống ba cái nước biển, nhịp tim, đồ dây nhợ nó ở trên người nhiều, chúng tôi sợ cái cảnh đó lắm rồi. Đó. Rồi, trở lại cái câu chuyện này, thì quý vị thấy rằng là cái nguyên nhân là ở trong quá khứ. Cái vị này có một cái phát nguyện kỳ cục, một cái phát nguyện rất là kỳ cục. Đó, rồi ngay trong hiện tại, ngay trong hiện tại thì quý vị thấy rằng là ngay trong hiện tại quý vị thấy nè, Chattari thana ni na no ba mát tô a ba chát tí ba ra đà rù ba xê vi a bùn nhá la phần na ni ca ma say dăng nín đăng tát tí dăng ní ra dăng chát túc thăng. Thì quý vị thấy rằng là chúng ta phải tìm ngay chỗ nào quý vị? Ngay trong cái hoàn cảnh hiện tại này, ba mát tô ba mát tô, ngay cái câu kệ này nè, cái nhân quá khứ chúng tôi đã trình bày cho quý vị nghe rồi. Vậy thì ở trong hiện tại này, tại sao mà cái chàng khê mắt cá này phạm vào những cái điều này? Ba mát tô, sao lãng phóng dật. Thật sự ra cái tâm mình nó sao lãng, nó phóng dật. Có nhiều lúc quý vị biết rằng mình mà làm chủ được tình hình, mình làm chủ được tình hình, có nghĩa là mình an trú được ở trong pháp quý vị. Có nhiều khi chúng ta an trú được ở trong cái lời dạy của Đức Phật, hoặc là chúng ta an trú ở trong một cái đề mục nào đó chúng ta tu tập, thì nó không xâm nhập được, nó không xâm nhập được. Nhưng mà nó khổ nổi là cái tâm tu của chúng ta đó, cái tâm mà chúng ta an trú ở trong đề mục á, thì coi như là nó yếu hơn. Nó yếu hơn những cái dục ở bên ngoài, những cái dục trần ở bên ngoài. Thật sự ra đó, mà bây giờ mình hỏi ra tất cả mọi người mà đang nghe pháp, không ai muốn làm cái chuyện này hết. Không ai muốn làm cái chuyện này hết. Tại sao vậy? Tại vì mình biết những cái hiểm nạn mà nó chờ đợi mình, mắc họa ngủ không yên, rồi bị người ta chê, rồi bị đọa địa ngục. Thật sự ra đối với vị cũng ngán, mà chúng tôi cũng ngán, ai cũng ngán, cũng sợ những cái điều này hết. Nhưng mà tại sao mà mình không ngăn được quý vị? Do cái tâm sao lãng, do cái tâm phóng dật, mình chỉ chút xíu thôi. Quý vị thấy Bồ Tát của mình không? Ở trong quá khứ làm con chim công, con chim công có cái bộ lông vàng đẹp đó, mỗi sáng đảnh lễ tam bảo, xong rồi mới đi đi kiếm ăn, đi tìm mồi đó, mà người ta đã mai phục bắt rất là nhiều lần không được, rồi đem con chim cái lợi gần đó mà cũng không có bắt được con chim trống này đó, rồi người ta mới tìm hiểu, người ta suy nghĩ, người ta mới biết con chim trống này là coi như là mỗi sáng nó đều đảnh lễ tam bảo hết, có nghĩa là giống như thời đó mà người ta nói là tụng chú đó. Đó thì ông đó ông mới hiến cái kế là bây giờ là coi như là đem lợi mà lúc mà nó gần thức dậy, nó gần thức dậy thì những cái lúc đó là cái tâm rất là yếu, nó mơ màng rồi cái này cái kia, thành ra cho con chim mái nó hót vào cái giờ đó. Thì mới dụ được con chim trống mà đi đến cái gần cái con chim mái đó để mà sụp bẫy. Đó thì quý vị thấy không? Đó, hiện giờ bây giờ mình hình dung lại đi. Bình thường mà quý vị thấy rằng mình dậy mình tu tập đó, mình sẽ sợ. Nhưng mà thử mà cái lúc mà gần sáng, cái lúc gần sáng đó quý vị thấy
khí hậu nó mát mẻ, đang nằm ở trên giường nó im ấm, tâm tư nó mơ mơ màng màng, nó yếu đuối. Thành ra những cái lúc đó, quý vị thấy rằng cái sự mà sao lãng phóng dật nó sẽ sanh lên. Thì lúc đó nó sanh lên thì sao? Thì tâm tư chúng ta mới ước muốn điều này, mới ước muốn điều kia. Đó, đó là nói theo cái lý thường, nói theo cái lý thường, quý vị. Thành ra đó, đối với cái người mà thật sự ra, đối với một cái người mà tu tập, mình có tu tập, mình có hành thiền đồ này kia đó, là mình phải có cái sự miên mật. Miên mật không phải là khi mà chúng ta đi đến cái chỗ hành thiền chúng ta mới có chánh niệm, mà lúc mà mở mắt ra chúng ta đã có chánh niệm rồi. Thì thật sự ra đó, cái điều này á, nói thì nó rất là khó, nhưng mà nếu mà mình cố gắng mình thực hành, mình thực hành được chứ quý vị. Chúng ta mà cố gắng chúng ta thực hành được. Cũng có những lần thí dụ như quý vị biết đó, có những lần chúng tôi mà sáng mai mà đi đâu công việc mà tối mà không có chuẩn bị trước thì sáng mà lỡ mà mình ngủ quên là coi như là mình sẽ bị phóng tâm, có nghĩa là nó quên trước quên sau rồi kia. Nhưng mà tối trước khi đi ngủ mình đã sắp xếp đồ đạc đâu vào đó rồi, rồi mình đã có cái lập trình ở trong tâm của mình, sáng dậy phải như thế nào rồi sau đó sẽ rời khỏi phòng đi. Và nếu mà trước đó trước khi ngủ mà còn nghe những cái lời nhắc nhở thiền của các ngài, thí dụ như ngài Ajahn Chah hoặc là của một cái nữ thiền sư Padma rồi đó, thật sự chúng tôi rất là thích nghe những cái lời, những cái dòng thiền đó. Đó thì quý vị thấy rằng là coi như là sáng mình khi mà mình vừa mở mắt, mình vừa mở mắt ra đó, là lúc đó mình đã chú tâm vô cái đề mục rồi. Có nghĩa là mình chú tâm vô cái hành động của mình đó, nó từ từ mình thật sự ra mình theo cái kinh nghiệm của pháp học. Ví dụ như mình mở mắt ra là mình biết được là do cái sự chuyển động của gió, do cái sự chuyển động của gió thành ra mí mắt trên nó đã kéo lên, và mí mắt dưới nó đã kéo xuống. Do như vậy mà nó thành là mình đã mở mắt ra. Đó thì quý vị thấy thật sự ra đó, phải nói rằng là mấy chục lần mình mới được một hai lần mà mình mở mắt ra mà mình quán xét được như vậy. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói rằng là nó khó thiệt, nhưng mà mình cố gắng, mình chú tâm, mình tu tập thì mình sẽ làm được. Mà hãy mà mình làm được một chút nào đó, thì nó sẽ được an lạc một chút đó. Thật sự ra đó, bữa nào mà quý vị mà mình có cái sự tinh tấn hăng hái mình tu tập, rồi quý vị cứ nhớ, quý vị cứ nhớ khi mà sáng mình, từ sáng mình mở mắt ra mình còn nằm ở trên giường, nhưng mà quý vị sẽ quán xét do cái sự mà chuyển động của chất gió ở trong cái thân tứ đại này mà nó kéo mí mắt trên nó xịt lên, và do cái sự chuyển động của gió mà mí mắt dưới của mình nó được kéo xuống, thành ra nó có hình thành cái sự mở mắt, có nghĩa là cái sự mà hoạt động của con mắt của mình. Thì mình được tí xíu vậy thôi quý vị, nhưng mà quý vị cảm thấy nó rất là an lạc, nó rất là an vui. Thì từ đó đó, cái sự chuyển động của con người của chúng ta, đưa chân lên hay là đưa duỗi tay ra gì đó vân vân, đó thì chúng ta sẽ biết được từng hành động như vậy đó, nó dần dần, ngày hôm nay nó được một chút, rồi một tháng sau, một năm sau, vân vân, nhưng mà nó cũng có một cái FV. Phải nói rằng khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta quán xét được như vậy đó, thì nó có một cái cảm giác nó làm cho mình rất là vui. Thật sự ra đó, mình không phải là một cái người mà nhắm mắt liêm diêm đi đứng nằm ngồi này kia, nhưng mà mình ghi nhận từng những cái hành động. Mà thật sự ra nhiều khi quý vị biết không, mình ghi nhận được có vài giây thôi
À, từ cái lúc mở mắt, từ cái lúc chuyển động tay chân rồi vân vân, rồi vừa ngó lên cái đồng hồ là biết rồi, chuẩn bị trễ rồi, thôi à, tập à, đưa hai cái chân xuống là lắc đật là lo à, vệ sinh đồ này kia đặng à, đi để người ta chờ à, mọi người người ta à, chờ đợi đó. Thì được chừng vài giây như vậy mình cũng cảm thấy à, vui ở trong cái cuộc sống của mình đó. Thành ra quý vị thấy rằng á, ai mà cái cuộc đời ai mà sống mà có thiền định á, à, à, dù đó là một cái khoảnh khắc à, nó còn tốt hơn à, mà sống với một ngày mà không có à, cái thiền định đó. Thì chúng tôi trở lại với à, cái câu chuyện này đó, là chúng ta thấy rằng là nếu mà mình không có bị phóng dật à, không có bị sao lãng, thì những cái này á, nó không có chờ đợi mình. Có nghĩa là lúc đó tâm của mình nó vững à, tâm của mình nó vững, mình biết à, mình biết được à, những cái điều này nó là nguy hại, thì lúc đó đó à, mình không có sanh khởi à, những cái niệm tham à, những cái tâm tham của mình đó. Còn nếu mà cái lúc nào mà chúng ta mà bị thất niệm à, thì coi như là tham nó sẽ à, xâm nhập liền, như mái nhà mà vụn lợt à, nước mưa liền xâm nhập à, cũng vậy, tâm không khéo tu à, tham dục à, nó sẽ xâm nhập đó. Thì chúng ta thấy rằng cái bởi vì á, có nhiều người á, người ta à, chê Pháp Cú Kinh, chứ đối với chúng tôi á, thì chúng tôi nghĩ rằng Pháp Cú Kinh à, những cái lời dạy của Đức Phật à, rất là thâm sâu, nhưng mà tại vì mình không biết tìm thôi à, mình không biết tìm, mình không biết đào, không biết bớ, không biết sớ ở trong à, những cái lời dạy của Đức Phật đó. Thì ở trong cái câu kệ này à, chúng tôi như muốn nhấn mạnh à, cho quý vị nghe là nếu mà nói về cái thức truyền à, là do cũng nó ảnh hưởng đến à, cái duyên nghiệp ở trong quá khứ của à, Khema Cá. Còn nói về ngay trong hiện tại thì do cái nhân là Bá Mạch Tô à, do cái nhân mà sao lãng à, thất niệm, thành ra cái người này đã bị phạm những cái tội đó. Thì khi mà nghe Đức Phật thuyết giảng rồi đó, thì quý vị thấy rằng là có niệm à, có niệm mới đắc được tu đà quần, mới có niệm mới đắc được tu đà quần đó. Thì từ đó trở đi à, không còn vướng vào cái tội này. Mà quý vị thấy rằng thanh niên Khe Má Cá không vướng vào cái tội này, mà cả cái vùng đất đó à, cả cái thành nó được an vui à, cả cái thành nó được an vui đó. Thành ra á, chúng ta thấy rằng là ở trong cái bài học này thì chúng ta nhớ à, là do cái nhân quá khứ đó. Rồi cái điều à, thứ hai nữa là do cái nhân ở trong hiện tại à, Thanani Bamato à, cái nhân ở trong hiện tại này là sao lãng, thành ra phạm vào à, những cái tội đó. Đó, đây là những cái ý chúng tôi xin được trình bày qua cái câu kệ Pháp Cú Kinh này à, ngày mai thứ tư thì chúng ta cũng vẫn còn à, cái câu kệ 310 à, để tiếp nói à, cho hết cái à, duyên sự này. À, vậy thì chúng ta thứ tư chúng ta sẽ à, được nghe tiếp à, về cái bài học này à, trước khi à, à, dứt lời à, chúng tôi cũng à, xin à, cảm niệm à, công đức à, của Thượng Tọa Minh Thạnh nè, của Phật tử Lạc Lê nè, à, Phật tử Châu Phan nè, à, Phật tử Rạng Đông nè, à, Phật tử Nhật Quỳnh nè, à, Phật tử Thanh Thủy, Phật tử Huệ Ngọc, mà các vị đã phải nói rằng các vị đã giang tay, phải nói rằng các vị giang tay để mà ủng hộ chúng tôi rất là kịp thời để mà chúng tôi tạo những cái công đức, cái phước báo. Thì thật sự ra đó thì quý vị thấy rằng nói như vậy đó, hồi nãy chúng tôi nói thật sự ra thì đối với một cái vị sư thường thì chúng tôi cũng không ngờ khi mà ra đi thì cũng phải nhờ cái sự trợ giúp của chư tăng của Phật tử rất nhiều. Và chúng tôi cũng cảm niệm những vị trụ trì ở chùa, chẳng hạn như là Thượng Tọa Pháp Đăng trụ trì chùa Từ Thiện cùng chư tôn đức tăng cũng đến viếng đám, Thượng Tọa Pháp Tân trụ trì chùa Thái Hòa
cùng chư tăng cũng đến viếng đám thượng tọa Hữu Huệ, là em của thượng tọa Pháp Đăng cũng đến viếng đám, và sư cũng nhận được của Tử Lạc Lê rồi đó, nhà 100 đô. Rồi thượng tọa Tệ Quyền mà cùng với chư tăng chùa Quảng Nghiêm cũng đến viếng đám. Đó là coi như là cái đám này có nhiêu đó thôi đó quý vị. Cái đám cái lễ tang này đó, thì chỉ có nhiêu đó thôi, có mấy vị sư đó thôi, chứ khoảng chừng độ 20-30 người Phật tử thôi, rồi dưới mấy người ở chùa thôi, có nhiêu đó thôi. Nhưng mà cuối cùng cũng được thành tựu một cách mỹ mãn. Tất cả cái phước báo này chúng tôi xin các ngài, các vị, chúng ta đồng nguyện cái phước báo này để mà hồi hướng đến các vị chư thiên, và cũng nguyện cái phước này sẽ làm cái duyên lành để chúng ta sớm gặp được Đức Phật, để mà chấm dứt tất cả cái sự khổ của cái dòng sanh tử luân hồi này, và được giải thoát đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Dạ, sa thú, sa thú. Kính tri ân Đại Đức Phật Kính đã cho biết tin tức, và kính tri ân Đại Đức Phật Kính đã giảng bài học Kinh Pháp Cú số 309 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức, và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng mít đến sư. Bhagavato sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba dhamma anupavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba sangha anupavena sada sati bhavantu te. Đến người cầu xin chư thiên hộ trì, đến người do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường, đến người cầu xin cho quá của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Kính cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya ne wa ta san ti vi ha ra wa si ni phu pe ga re bu thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu vu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang da le thề ra cha mát cha na wa ca cha mi ca vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca gà ma cha đề sa ni gà ma cha is sa ra sa pa na pu ta su ki ta pa wan tu te cha la mu cha ye pi cha an da sam tha wa sam se da cha ta a tha vô pa pa ti ka ni ya ni căng tham ma wa răng pa ti cha te sa pe pi duk kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng thẩm mô thẩm ma tha ra cha bút ga la sang khô hô tu sa mắc ngô quá a tha ya cha hi ta ya cha âm hê rát khăn tu sắc thẩm mô sắp bê bi thẩm cha ri nô bút thêm sâm pha phu ni ya ma thẩm ma ri ya pa quê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp.
Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam, chúng ta trở lại vào room học Pháp. Kính chào tạm biệt, cấm dân sinh xuống.